bắt chủ tịch công ty xi măng vi xem hoàng thạch ông lê thành long 59 tuổi chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty xi măng vi xem hoàng thạch đã bị công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam nguồn tin của báo người lao động cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông lê thành long chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty xi măng vi xem thạch Tại thời điểm bị khởi tố, ông Lê Thành Long, 59 tuổi, trú tại Hải Phòng, cũng đang là thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch. Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Long có trình độ chuyên môn là kỹ sư vật liệu xây dựng và đã có hàng chục năm công tác tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam, VCM. Từ tháng 12 năm 1986, ông Long là kỹ thuật viên, sau đó ông Long lần lượt nắm giữ các vị trí phó ngành công nghệ, quản đốc xưởng lò nung, trưởng phòng kỹ thuật sản xuất tại công ty xi măng Hoàng Thạch. Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014, ông Long đảm nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng xem Hoàng Thạch, Kim thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch. Giai đoạn tháng 11 năm 2015 đến tháng 12 năm 2019, ông Long làm Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng xem Hoàng Thạch, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch. Từ tháng 1 năm 2020, Ông Long được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vixem Quảng Thạch, thành viên hội đồng quản trị Bao Bì Quảng Thạch. Cũng theo nguồn tin của báo Người Lao Động, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chẳng, từng công tác tại công ty xi măng Vixem Quảng Thạch để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng trong thời gian công tác tại công ty xi măng Vixem Quảng Thạch. Tại thời điểm bị khởi tố, ông Chẳng đang là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần VCM Bao Bì Bỉm Sơn, kim thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần VCM Bao Bì Búc Sơn.